Hello, xin chào các bạn. Bài hôm trước thì mình đã chia sẻ cho các bạn cách tạo một thư viện Antium và mình đã share một cái thư viện của mình, nhưng mà nhiều bạn có vẻ như là không chưa biết sử dụng cái thư viện này như thế nào. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái bộ thư viện của mình. Ok, bắt đầu. Đầu tiên là các bạn click vào cái link mình để dưới phần mô tả. Link đấy thì nó sẽ dẫn đến cái blog của mình. Thì các bạn ấn vào cái link này. Thư viện Antium. Ok, sau khi đã vào được link thì các bạn ấn vào code này. Ấn vào download zip này. Nếu bạn chưa có tài khoản thì có thể lập tài khoản bằng Gmail. Phần này mình không hướng dẫn lại nữa. Sau khi download xong ấy thì nó sẽ có một cái file như này. Các bạn copy vào ổ D và giải nén nó ra. Mình đã có sẵn rồi, mình không làm cái bước này nữa. Đây mình giải nén trong này. Thì đây là các file nó đã giải nén ra. Một file PDF là file này là cái file hướng dẫn cho bạn một số cái chuẩn đóng chân cơ bản mà IC sẽ hay sử dụng. Đây là một cái tài liệu mình đăng trên mạng, cũng không rõ là của ai. Đây, của bác Thanh Tú Phạm gì vậy. Trong này thì nó sẽ cho các bạn hình và tên các loại chân cơ bản, ví dụ như là chip 402 là chở chở với tụ dán đấy. Ok. Sau khi đã download được cái file này về, các bạn click vào cho mình cái phần Antium Lib này. Ok, mình đã mở sẵn Antium rồi. Thì các bạn ấn chuột phải vào đây, ấn Complete Integrated Library. Ok. Sau khi nó chạy xong thì các bạn có thể thấy cái thư viện của mình đã được cài vào đây. Các bạn có thể vào System Message để xem cái thư viện này đã đang bị lỗi ở những phần nào. Ví dụ như là thư viện này hiện tại mình đang sử dụng là bị lỗi ở chỗ phần cuộn cảm, chưa có footprint của các cuộn cảm 7.5, 7.5 chẳng hạn. Đó, mình có 3 lỗi. Vì cái lỗi khi bạn làm cái này thì các bạn có thể biết được cái thư viện mình đang bị lỗi những cái linh kiện nào, thì các bạn không nên dùng các linh kiện đấy. Hướng dẫn sử dụng thư viện thì mình có viết trong blog của mình rồi. Đây, ví dụ như connector gồm những cái gì, cụm cảm gồm cái gì, viện trợ gồm cái gì, thì các bạn có thể click theo các cái phân loại của mình để xem mình phân loại như thế nào. Đây. Hoặc là các bạn có thể install thư viện theo cách bình thường. Vào đây, ấn install install from file. Thì các bạn load đến cái phần project output này. Các bạn install cái này vào nhé. Hoặc là các bạn có thể cài đặt theo theo các phân loại con này thì nó sẽ dễ hơn cho việc các bạn sử dụng sau này. Các bạn quét hết này. Open. Ok, là nó sẽ cài hết tất cả các thư viện con. Thì sau khi mình close cái này đi. Sau khi các bạn vẽ à trong khi các bạn dựng vẽ dự án thì các bạn có thể chọn thư viện theo các thư viện con như thế này. Ok, đó là toàn bộ thư viện của mình. Thì thư viện này mình sẽ update thường xuyên. Khi nào mình có thời gian mình sẽ update thường xuyên.
Ok, video đến đây là kết thúc. Nếu bạn thích cái bộ thư viện này thì bạn có thể like và share cái bộ thư viện này cho các người bạn của bạn.